Thưa quý vị, trong thời gian qua, tình hình tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ, xử lý có giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất số vụ vi phạm trong hoạt động đánh bắt thủy sản của ngư dân trên vùng biển Tây Nam, nhất là trong những tháng cuối năm 2021. Mặc dù thời tiết trên biển khắc nghiệt, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 khắc phục khó khăn, tuần tra kiểm soát, tuyên truyền luật cảnh sát biển đến bà con ngư dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Tàu 3007 Hải đội 401 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 neo trực thực thi pháp luật trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam, Campuchia. Ngày cũng như đêm, mưa hay nắng, lực lượng Cảnh sát biển 4 vẫn duy trì tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tại vùng khơi biển Kiên Giang và vùng biển chồng lấn chưa được phân định giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Đặc biệt ngăn chặn và chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Kiên Giang vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài. Ở khu vực tàu hoạt động, thì tàu đã kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phát tờ rơi về cái khu vực, các địa điểm, các tuyến để cho ngư dân người ta nắm, bà con người ta nắm, cũng như là thăm hỏi về những cái khó khăn mà ngư dân hoạt động trên biển gặp phải để từ đó giúp đỡ và cho ngư dân, cho bà con ngư dân được đánh bắt thoải mái và không ảnh hưởng và cũng không vi phạm gì trong cái hoạt động khai thác đánh bắt. Mặc dù khu vực biển quản lý tính dọc theo tuyến đảm nhiệm của các tàu tương đối rộng, khoảng 30 đến 50 hải lý, việc quan sát theo dõi hoạt động tàu cá trong khu vực gặp nhiều khó khăn. Trên thực địa có nhiều tình huống mới, phức tạp, trong đó tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Khi bị tàu công vụ phát hiện, yêu cầu kiểm tra, ngư dân đã không chấp hành, chống trả quyết liệt. Nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, linh hoạt trong công tác tuyên truyền, ý thức của ngư dân ngày càng được nâng lên. Qua cái công tác tuyên truyền trong vài năm gần trở lại đây á, thì nhờ những cái phương pháp mà hình thức của chúng tôi tuyên truyền đến sát đến từng ngư dân, đến từng tàu, đến từng bà con á, thì cái mức độ mà vi phạm vùng biển nước ngoài cũng đã hạn chế hơn, ít hơn so với những năm trở về trước đây. Thì cái sự tuyên truyền của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam là mình không được đánh bắt qua vùng lãnh thổ của các nước bạn, chỉ có được phép đánh ở vùng lãnh thổ của nước Việt Nam chúng ta. Cảnh sát biển và biên phòng cũng lúc nào cũng bảo vệ cho dân ngư phủ của tàu đánh bắt của Việt Nam mình nhé. Có chuyện gì là mình cũng phải điện cho báo cho là biên phòng và cảnh sát biển là tiếp. Chỉ tính riêng từ ngày 16 tháng 11 năm 2020 đến ngày 22 tháng 9 năm 2021, lực lượng cảnh sát biển 4 kiểm tra xử lý tàu cá vi phạm khai thác IUU 26 vụ trên 36 tàu, bàn giao 2 vụ trên 6 tàu đối với các hành vi thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, tịch thu 2 tàu cá vi phạm, 4 tàu cá hiện tỉnh Kiên Giang đang tiếp tục xử lý. Quá trình tuần tra kiểm tra, bắt giữ xử lý luôn tuân thủ đúng đối sách pháp luật và quy trình nghiệp vụ, xử lý dứt điểm, đảm bảo an toàn về mọi mặt.